Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 4, thông tin từ Báo Pháp Luật nắm được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt được hung thủ sát hại bà cụ 75 tuổi. Theo nguồn tin của phóng viên, lực lượng Cảnh sát Hình sự vừa bắt giữ một nam thanh niên tên Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 2003. Hoàng là nghi can sát hại bà cụ 75 tuổi làm nghề nhặt ve chai để cướp tiền. Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 30 tháng 3 tại một đoạn đường thuộc xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cũng theo nguồn tin này, Hoàng đang là thành viên của lực lượng dân phòng xã Phước Hòa. Bước đầu, xác định động cơ gây án là để cướp tiền. Tuy nhiên, Hoàng chưa cướp được tiền đã bị người dân phát giác, phải bỏ chạy. Trước đó, rạng sáng ngày 30 tháng 3, người dân phát hiện thi thể bà cụ hơn 75 nằm bên vệ đường với nhiều vết đâm. Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Phú Giáo nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được Hoàng. Điều đáng nói là Hoàng là thành viên trong lực lượng dân phòng, đang làm việc tại xã Phước Hòa. Sau khi gây án, người này vẫn có mặt tại xã để làm việc như bình thường, mặc áo dân phòng cùng công an truy tìm hung thủ gây án. Sáng ngày 28 tháng 2, thông tin Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết đã bắt được thủ phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Bến Lức. Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 2, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận thông tin trên địa bàn khu phố 8, thị trấn Bến Lức xảy ra một vụ sử dụng hung khí gây thương tích. Nạn nhân là anh BCD, tên viết tắt, 42 tuổi, ngụ huyện Bến Lức. Anh D được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 26 tháng 2. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã phân công đội cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thực hiện các hoạt động điều tra, truy xét nhanh kẻ đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Với tinh thần cương quyết, tấn công tội phạm cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, các lực lượng đã nhanh chóng truy xét, làm rõ thủ phạm sau 48 giờ xảy ra vụ án. Những người này là Lưu Phi Khải, Nguyễn Tấn Phát, Trịnh Hoài Phong, cùng ngụ huyện Bến Lức, và Trần Văn Bằng, tuổi từ 31 đến 34, ngụ Cà Mau. Trong đó, Khải được xác định là kẻ đã trực tiếp dùng dao đâm chết anh Đề. Trước thành tích đạt được trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án, ông Lê Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức đã biểu dương và trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức số tiền 15 triệu đồng. Theo Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa chỉ 42/3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thế Sơn. Nạn nhân là chị NTHC, 31 tuổi, quê Tiền Giang. Tài sản bị chiếm đoạt là một xe máy. Ban giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng sau 9 giờ truy xét, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, hộ khẩu thường trú Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Tuy nhiên, Tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và lẩn trốn vào rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng, khoảng 50 ha, giáp ranh sông. Tuy nhiên, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để đối tượng trốn thoát. Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các lực lượng cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của Công an tỉnh Long An và cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ. Sau 72 giờ truy bắt, ban chuyên án đã bắt giữ được Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án. Lúc 10 giờ 45 phút sáng mùng 9 tháng 1, các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được hung thủ sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn. Theo đó, hung thủ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3 hectare thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vào cánh rừng rộng hơn 3 hectare trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An để truy tìm nghi phạm giết người cướp của. Ông MS, tên viết tắt, chủ một vườn chanh ở ấp 7 cho biết, hai ngày nay nghe thông tin nghi phạm sát hại người lẩn trốn ở khu vực này, ông cũng lo sợ, không dám đi thăm vườn. Sáng thấy lực lượng ở đây đông, an toàn nên ông đi vào thăm vườn thì phát hiện mất tấm bạt để che xe rùa trong vườn khiến ông lo lắng.
Hiện chưa biết việc mất tấm bạc có liên quan gì đến nghi phạm hay không, song lực lượng chức năng cũng đã đưa chi tiết này ra thành chỉ dấu để nhận diện nơi nghi phạm có thể ẩn nấp. Ngoài chủ vườn chanh, những người dân trồng vườn nơi đây cũng đã phát hiện mất dừa, phát hiện vỏ chuối, nghi của hung thủ bỏ lại. Bên cạnh đó, một người dân khác tại khu vực là bà B, tên viết tắt, chia sẻ, do chưa bắt được nghi phạm nên khi trời bắt đầu tối, nhà nào cũng đóng cửa, có bao nhiêu bóng đèn bật hết. Canh chó sủa thì mở camera lên để nhìn. Từ sáng mùng 8 tháng 1 tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lực lượng trinh sát hình sự cảnh sát cơ động theo sát dấu vết của hung thủ. Phía bên trong khu vực cánh đồng có khoảng 20 chiến sĩ công an cơ động cầm gậy, cây, đèn pin, tiến thẳng vào bên trong khu rừng để truy tìm. Lực lượng chức năng dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh đồng, nơi nghi phạm đang lẩn trốn, kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú. Chiều tối cùng ngày, loa phát thanh của ấp 7 cũng đã phát thông báo yêu cầu người dân cảnh giác để đề phòng hung thủ. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng, đồng thời cũng kêu gọi hung thủ gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Lực lượng trinh sát còn bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Các lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm. Trước đó, vào tối mùng 8 tháng 1 ghi nhận từ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 21 giờ tại con lộ liên ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lực lượng công an tích cực truy tìm kẻ giết người cướp của ở huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn dọc theo các con lộ liên ấp 7, khoảng cách một chốt 100m từ 5 đến 7 cảnh sát, bao quanh các ngã rẽ ở khu vực cánh đồng hơn 3 hecta nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn. Từ chiều mùng 6 tháng 1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của công an huyện Bến Lức, nội dung có nghi phạm sát hại người, cướp tài sản, bỏ xe máy ven bờ kênh, khả năng chạy sâu vào cánh đồng, trốn thoát. Ông NQD tên viết tắt 63 tuổi ngụ xã Lương Hòa cho biết, gia đình ông và những nhà xung quanh đều là người lớn tuổi nên trời tối đã đóng cửa, nếu có chuông và nhìn rõ ai mới dám ra ngoài, hy vọng công an sớm bắt được hung thủ cho bớt lo sợ. Lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung vào điểm được cho là có nghi phạm đang lẩn trốn để truy bắt. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Kể từ khi vụ án mạng tại quán cà phê ở Hóc Môn xảy ra, công tác truy lùng nghi phạm trên đã bước sang ngày thứ ba. Việc nghi phạm lẩn trốn trong khu vực địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp, kênh rạch chằng chịt được cho là khá tương đồng với vụ việc Tuấn Khỉ lẩn trốn sau khi sát hại 5 người nhiều năm về trước, sau đó lẩn trốn tại địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.